Nếu bạn đang có nhu cầu mua nick PUBG Mobile, hãy đừng quên đến với shop tuấnac.vn. Shop mua nick PUBG có nhiều cộng tác viên trẻ đẹp à mà thôi. Hello, xin chào anh em nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấn Hc. Ê ông ơi, nhảy resort. Rồi ok, các ông thích nhảy resort thì tôi sẽ nhảy resort. Không sao cả. Nào, follow theo tôi đi, tôi nhảy cho. Ok, hôm nay thì mình lại tiếp tục với cái series đó chính là chơi game cùng với cả người lạ anh em nhá. Và hôm nay để xem là với ba người lạ ở đây thì chúng ta sẽ có một trận đấu như thế nào. Và chúng ta sẽ đổi địa điểm nhảy trong cái trận đấu ngày hôm nay. Không nhảy vào bốt cam nữa mà nhảy vào resort. Ủa, anh em ạ. Bung dù nhanh là sao? Xuống nhanh được à? Xuống nhanh thì kỳ à? Thế này là nhanh hết cỡ rồi còn đòi nhanh thế nào nữa. Thề luôn. Không có tem nào luôn. Cái ông anh quân kia từ đầu trận ông ấy soi cái chỉ số của mình. Ông cứ bảo mình hack đi. Kỳ quặc con người. Cẩn thận. Đi ra đây bơm cho nó an toàn anh em ạ. Cố lên đừng có mà chết nhá, đừng oẳng ấy, nó bắn hay lắm. Nào cẩn thận. Ôi. Ôi. Thôi xong. Không, đừng gạt bạn ơi. Ôi. Ôi số 2 luôn. Vãi cả nồi. Mọi người ơi, chạy ra hết đi, chạy hết đây, đi. Đây. Ôi. Bắn mạnh với tôi á. À như vậy là trong đây có hai team anh em ạ. Chính xác rồi. Nào đến đây. Ngự y đã đến rồi. Nào đến đây tôi cứu hết. Đó. Ai cũng có phần hết các bạn ạ. Đấy, dậy và bắn tiếp nào. Cái gì đấy, ông kia đắp cái gì đấy. Đủ. Giờ còn đắp smoke làm gì hả ông ơi. Tiếp ông cầm quả bom tôi cứ tưởng là smoke hình cầu cơ. Tưởng ông lại có nhã hứng cho anh em nếm thử trái gọi là trái nết xem nó ra làm sao. Còn hai team đấy, như vậy là mỗi team mới chỉ bị nốc có hai người thôi anh em ạ. Nguy hiểm thật. Đấy, tưởng không có mà lại nhiều dã man. Dạo này không biết là các bạn có bị giống như mình không, nhưng mà mình bị lắc dù anh em ạ. Rõ ràng là nhìn lên trời không có ai, nhưng tí nữa có một lô xích sông ở trong cái khu vực mà mình nhảy ấy, mà rõ ràng đầu tiên là không thấy bất cứ một cánh dù nào. Ồ. Chính vì cái lẽ đấy mà dạo này các bạn có thể thấy là việc xác định đối thủ khi mà người ta xuống sau mình ấy, rõ ràng mình xuống trước mình có một cái lợi rất là lớn, nhưng mà khi mà mình không nhìn được dù của người ta cũng như mình lác dù ấy, mình cũng không thấy người ta bay ở đâu cả. Đấy, xong tí nữa thỉnh thoảng ấy, xoay, hạ dù ở ngay cạnh mình, thế là thôi. Những pha giật mình đến và xấy những tình huống mù mắt xảy ra. Mình nghĩ là trong phiên bản sắp tới này thì PUBG Mobile hứa hẹn rất nhiều về cái phần cải thiện sự gọi là mượt mà của game.
cũng như là ngày càng tăng cái tính ổn định của game và tăng cái độ tương thích của tất cả các thiết bị. Thì mình mong rằng những cái hiện tượng lag, những hiện tượng gọi là không đáng có trong những trận đấu của PUBG Mobile sẽ giảm tải dần anh em ạ. Mình cũng đang rất là mong chờ cái bản update sắp tới đây. Và đặc biệt là mình mong chờ cái map Irango 2.0 nữa. Nào đi nào đi nào. Thôi bỏ xe máy đi. Đi xe máy nó lại bắn cho không tượt cái nào bây giờ. Có lẽ là mình sẽ dẫn team đi qua bốt cam thôi. Resort mình nghĩ là có thì các bạn ấy cũng đã nấp đi rồi. Đấy 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 đấy. Ở đây chắc chắn là một con boss này. Ăn con boss để tráng miệng cái. Đâu rồi? Bắn vector với chúng tôi á. Bắn vector với chúng tôi á. Ngon. Làm bốn mạng ngọt lịm. Ê, số 2 bị gì nữa kìa? Sao? Bị em sao? Ô ô ô ô ô ô ô. Úi dồi, bắn mãi mới chết người. Đủ má con cá. Đi nào đi nào. Qua bốt cam nhanh còn có mạng mà ăn các bạn ơi. Này chơi nó cảm giác sao chao vậy trời. Ở đây thì đến bao giờ đây lại một cái giáp bà nữa này. I got supplies. Đấy, cái lúc không cần thì nó ra nhiều dã man luôn. Cái lúc cần thì chẳng thấy đâu. Qua bốt cam nào. Úi giời, xăng xiếc giải khắp nơi này. Xe thì không có. Uầy. Có một cái nữa mà không biết các bạn có nhận thấy không, nhưng mà dạo này nghe vẻ như là San Hope đã vắng đi những chiếc xe rất là nhiều rồi. Mình để ý. Làm gì có cốp nào mà xin. Đi theo tôi này, đi theo tôi giết một team là đảm bảo có đầy cốp. Đấy, máu miếng. Thôi cứ nhặt thêm cái nữa đi cho nó an toàn. Tí đỡ phải lăn tăn về cái vụ máu me anh em ạ. Cứ thế mà bắn thôi. Đây. I got supplies. Có cái cốp X2 này. Qua mà lấy. Giờ X2 cũng là một cái thứ gì đó quá là tiêu chuẩn rồi. Pick up lại đây này. Đây đây đây. Pick up. Cứ có tí gái vào một cái là như vậy đây anh em. Đây đây. Cứ bé cọp lại đây thôi, cho máu đây, kìa. Đây đây. Và túi này, số 3, số 3. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Qua đây à, xác này. Xác ở everywhere rồi đây này. Tôi sắp oảng chó rồi đây này, mà ngự y còn ở quá xa như thế này. Nhỡ mà tôi bị nốc thì ngự y nào đến cứu đây? Ăn cái thính đi. Nhìn trời á. À, có không? Trời á. Nghe vẻ y bình quá anh em ạ. Máu hả? Để máu này. Đấy đấy, lại bắt đầu hú hí cho nhau máu đấy. Đủ má con cá anh em ạ. Cày thế chứ lị. Nè, khổ. Trời ơi, cho máu bà kia còn xin cả nước luôn. Đậu xanh. Là con gái thật tuyệt. Hình như bốt cam không có người rồi anh em ạ. Vắng thế này. Tôi quay lại với đồng đội nhỉ. Trông có vẻ như là chúng nó đi hết rồi. Ồ, AVG nóng. Ồ, người anh em ạ. Thôi, để tôi quay lại với đồng đội thôi cái. Thôi, đủ má con cá. Bé quạp chết rồi kìa ông anh quân. Cố lên nào. Ôi, hay quá. Một mình ông ấy đang bắn với cả một team nào đó. Team của bạn AVG nếu như mình không nhầm. Rồi, để tôi phóng xe lại. Tôi gọi là tiếp viện. Ôi, thôi xong. Đây tôi đến đây, tôi đến đây. Trốn đây. Ở đây đây, nó xuống khu nhà đó. Đâu. Enemies rồi, rồi tôi nghe thấy rồi. Ui. Chết rồi, quên. Quên lại để single không anh em ạ. Đi cho xa vô xong tụi nó chạy qua như cái thật đó. Xa vô cái gì? Tại mấy bạn đi chậm ấy chứ, tôi đi bộ thôi. Trời ơi, cứ ngồi đấy mà cho máu nhau húi hí với nhau. Cứ đệt. Đó.
đừng ra nữa, trốn ở đây thôi. Tôi bé cọp ở phía sau kìa. Ấy nó chạy lại kia, nó chạy lại kia. Được rồi, từ từ, tôi cứu xong bé cọp. Nó chạy qua kia, nó chạy qua cái kia. Cái đệt chả lụa thằng này nó khó chịu đấy nhở. Khó chịu. Cứu tôi cái. Ui giời. Bót nữa. Cái đệt ông đen vãi nồi, ông lại còn bị bót gạt nữa. Ô, thì tôi cũng đến chịu. Mẹ. Nghe ông câu vờ như xịt á. Hết sức. Ê. Hết sức rồi ông bye ơi. Bye. Trời ơi, ông ấy dỗi luôn kìa. Đẹp. Dễ thương vãi nổi. Bị... Ủa ôi. Đồng đấy. Cẩn thận. Đồng đấy các bấy bè ơi. Ui, trông nó chạy kìa. Cứ từ từ. Mày chạy vào đây. Mày, cái đẹp. Vãi cả nồi. Trận này bắn nó cứ loạn xạ lên hết thế nhỉ. Tôi vào nhà. Ở ngoài nguy hiểm quá. Trận này mình xử lý như shit anh em ạ. Xong rồi. Đêm hôm quáng gà tay chân người già loạn quạng rồi anh em ạ. Xử lý nó không chuẩn nữa rồi. Ủa má con cá. Bắn cái gì đấy. Bắn đâu vậy. À đây rồi. Đấy, anh em nhìn đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Xa. Cái ác. Đệt. Không cái ác được. Đậu xanh, tô bánh canh luôn. Thôi xong lại S2. Cứu ông ấy đi. Có cứu được không? Bé qua có cứu được ông S2 không? Đừng có mà lên. Đồng đội tôi không phải thức ăn để cho các bạn muốn ăn là ăn đâu nhá. Nào cứu đi. Tôi. Cái đệt. Thế này sao chơi đây? Nó vây quanh nhà tôi rồi. Trời ơi, không cứu được đồng đội rồi. Thảm thương ghê luôn đấy. Khiếp quá anh em ạ. Đù. Trốn. Đấy, bên đường nó cũng bắt đầu chạy qua rồi này. Đậu xanh. Ui, vây chặt nhà mình luôn này. Đù. Áp thế nhở. Ui. Đấy, thằng bên đường nó bắt đầu nó tiếp cận rồi này. Như vậy là ít nhất là có một thằng bên đường và một thằng ở chỗ gần với cả. Ui, đệt. Tí nữa là cụ đi chân lạnh toát rồi. Thôi, chạy. Áo. Ui. Còn đấy nguy hiểm quá anh em ạ. Hỏng rồi. Tuấn quả này. À, cầm bom à. Cầm bom. Cầm bom định chơi ai? Nào, nhanh. Vào đây. Vào đây, hộ mình cái. Trời ơi, tôi cờ lia tim nó rồi này đồng đội ơi. Trời ơi, tiếc quá. Giá kể đồng đội tôi núp đi một chút nữa là tôi có thể bình tĩnh tôi xử lý được rồi. AUG này, lấy luôn đi. Đây, lắp X6 vào, sấy cho nó mượt này. Tiếc quá anh em ạ. Đấy, chỉ một chút sơ sót thôi là đồng đội đã vĩnh viễn ra đi rồi. Bé cọp cũng đã out game rồi. Anh Quân thì dỗi vì dỗi vì bị bót gạt chết anh em ạ. Đậu phộng thanh niên đen dã man luôn. Chết bởi cái gì cũng chết bởi bị bót gạt. Đậu má con cá. À thôi mình dùng băng đít thôi anh em ạ. Tiết kiệm. Đó. Sau đó chạy này. Bao giờ nó hết cái vạch trắng thì mình lại bắt đầu quấn tiếp băng đít anh em nhá. Đấy, dùng như thế thì nó tiết kiệm anh em ạ. Bởi vì cái bo này nó cũng chưa cấu đau ấy. Đấy, hết vạch trắng rồi. Lại bắt đầu dùng băng đít thôi. Đấy. Kinh nghiệm là chúng ta không nên quấn nhiều cái băng đít cùng một lúc và quấn liên tục. Mà cứ quấn từ từ. Để nó hết vạch trắng rồi lại quấn tiếp. Như thế thì nó sẽ tiết kiệm hơn.
chạy gần đến bo rồi đây này. Các bạn thấy hồi được bao nhiêu máu mà băng đít mới mất có 3 cái thôi. Đấy, anh em biết là tác dụng của việc dùng từ từ nó như thế nào rồi đấy. Cứ từ từ mà quấn băng đít. Đấy, xong bây giờ chúng ta lại quấn băng đít tiếp. Và tiếp tục lại chạy. Chạy vào trong bo. Cố gắng lấy cái top 1 cho đồng đội nào. Tôi cảm thấy mình có lỗi quá anh em ạ. Để cho đồng đội chết sạch như thế này là có lỗi. Có lỗi vãi nồi. Đây rồi, bo đây rồi. AUG với cả M16 liệu rằng có đem đến cho Tuấn HC một trận đấu win không nào? À mà chỉ còn có 13 người nữa thôi anh em ơi. Trận này cơ hội mình giành được top 1 là rất cao. Bởi vì nó cũng còn ít người thôi mà, cũng không có còn nhiều. Có tiếng chân. Có tiếng chân. Gà xối mỡ à? Rồi, gà xối mỡ. Và bạn đã bị xối bằng một đống đạn. Mày quá, đang chạy hục hộp tốc dốc gan thì nghe được thấy tiếng chân. Và đấy mà không nghe được thấy tiếng chân là thôi cụ đi chân lạnh toát rồi. Vâng, gà xối mỡ đã được lên bàn thờ và gắm gà khỏa thân thật rồi. Tính ra là như vậy thì đồng đội bạn ấy cũng sẽ ở gần đây thôi. Chúng ta phải cân nhắc trong những quyết định di chuyển anh em ạ. Bởi vì giờ này là chắc chắn là mình nghĩ là các bạn ấy đã bắt đầu chiến thuật gọi là thằn lằn phơi nắng rồi. Cho nên là bây giờ mà chúng ta đi long quăng mà không để ý chỉ một chút sơ suất thôi, chúng ta đạp phải thằn lằn thôi là thôi. Đời như dây phải bãi chít ngay. Cho nên phải quan sát thật kỹ anh em ạ. Đấy, xác bạn ở kia rồi. Thông thường ấy thì những đứa mà kiểu đến để trả thù đồng đội ấy thì nó sẽ chạy đến gần gần cái xác đấy và bắt đầu nó nằm anh em ạ. Cho nên là mình phải check thật cẩn thận. Đấy là tâm lý của gần như là tất cả anh em rồi. Ai cũng có cái tâm lý đấy. Hùng hục chạy đến chỗ bạn chết, sau đó là nằm. Nằm đấy chờ đợi hoặc là bò để tìm đối phương, phải không? Tâm lý lúc nào cũng là như vậy. Còn nếu ở xa quá thì thôi, coi như là bỏ luôn. Turn này là dễ là turn, một turn bỏ đồng đội luôn đây này. Nhưng mà mặc dù có phỏng đoán như thế thì các bạn vẫn phải để ý nhá. Bởi vì map săn hốc này không có cái gì gọi là chắc chắn cả. Mọi thứ đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đấy, các bạn còn đang bắn nhau ầm ầm mà mình không thể nào tìm được. Đấy. Ui, bo cuối toàn người Việt thôi anh em ạ. Toàn anh em Việt Nam bắn nhau thôi. Dã man thật. Để tôi căng mắt ra tôi nhìn xem là các bạn đang bắn nhau ở đâu nào. Tôi phải lấy một cái top 1 cho cái bạn anh quân bé cọp. Ô, Ngọc Hoàng à. Ui, tôi để ý bạn Ngọc Hoàng này từ nãy giờ táp hơi bị nhiều đấy nha. Giết hơi bị nhiều người đó nha. Nào, nghiệp tích lũy hơi nhiều. Đây rồi, tiếng chân. À, chắc chắn bạn cũng nghe thấy tiếng chân của tôi rồi. Đấy đấy, kiểu di chuyển này là biết có sự xuất hiện của tôi này. Đơn giản anh em ạ. Một tơn sấy nhẹ nhàng tiễn bạn ra chơi game mới luôn. Rồi, bây giờ thì chỉ còn 1v1 thôi. Nào, người cuối cùng. Bạn biết là bạn lên làm điều gì rồi đấy. Ôi dồi, tưởng mẹ, tôi tưởng thanh niên nào đang bỏ ở chỗ đấy cơ. Hóa ra là con Vespa. Nào, người cuối cùng. Đã đến lúc chúng ta chấm dứt câu chuyện này rồi. Chúng ta phải chấm dứt cái trận đấu này tại đây thôi. Thôi nào, ra đây đi nào. Còn chờ đợi cái gì nữa? Ông có biết là đồng đội tôi bị bót gạt và bạn ấy dỗi tôi đến mức như thế nào không? Vì tôi không cứu kịp bạn ấy. Nào, ra đây thôi. Thôi em ơi, ta phải xả nhau thôi. Đừng nói chi nữa. Nơi gian dối ngày nào. Thôi em ơi, tình đã hết thân rồi. Còn đâu câu hứa chung đôi. Sao không có người nhỉ? Hát như thế mà cũng không chịu ra anh em ạ. Tiếng hát lay động biết bao nhiêu con tim. Ai chả. Thanh niên này nghe vẻ trốn kỹ đấy anh em ạ. Phải cẩn thận. Có khi người cuối cùng là cái người nguy hiểm anh em ơi.
Dù gì thì bạn cũng đã vượt qua cũng 98 người còn lại để tìm đến với mình rồi. Và mình cũng vượt qua 98 người để tìm đến với bạn ấy. Giờ chúng ta có một sự mãnh liệt đó bạn ơi. Ra đây và thể hiện sức mạnh đi nào. Còn chờ đợi cái quái gì nữa. Vẫn không thấy đâu anh em ạ. Một sự im lặng. À, tôi thấy rồi. À, cũng biết, cũng nhìn thấy tôi rồi anh em ạ. Ghê đấy. Tôi hết bom rồi. Được rồi, để xem bạn. Quăng. Quăng bom tôi này, bố đời này. À, như vậy là mình đã giành một cái top 1 rồi anh em ơi. Và thật là buồn khi mà chúng ta giành cái top 1 mà những người đồng đội không ở bên anh em ạ. Nhưng không sao cả, dù gì thì mình cũng đã khiến cho cái bảng thành tích của các bạn ấy đẹp hơn với một trận đấu top 1 rồi. Các bạn thấy sao về trận đấu này? Và các bạn có thấy thích mình làm những cái video clip cùng với cả người lạ hoặc là trà trộn như thế này hay không? Hãy bình luận ở phía dưới của video clip. Còn bây giờ thì xin chào.